số mèo và hướng dẫn cho bạn cô của trang phục khách này. Xung quanh nó sẽ có một chậu cây như cây chuối, mình đổi cây chuối đều những cây khác nữa, thì mình sẽ tô màu với màu hướng dẫn cho bạn cô.
đường nha. Rồi xong bữa cơm ăn nó bụng quá. Đây chính là thành phẩm bức tranh của mình đã to ha. Cảm ơn mọi người đã xem video này và hẹn gặp lại mọi người nha. Thì bây giờ tạm biệt và bye bye mọi người.